Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang chuẩn bị rượu Tết cũng như là những đơn đặt hàng. Tầm này là mình đã bắt đầu có những đơn hàng đặt hàng Tết rồi. Để mình ngâm là từ bây giờ đến Tết là cho mọi người là bắt đầu khi là mang đi đối tặng là hoàn toàn là có thể sử dụng ok. Tức là những cái sản phẩm như là trúc trùng hoa thảo này thì nó có khách đặt 20 bình. Mình đang làm được khoảng 10 mấy bình rồi. Và ở kia mình vẫn đang chuẩn bị để làm tiếp cho mọi người nhé. Đấy. Thì hôm nay mình cũng tiện lên để đang có một dàn rất đẹp như này. Mình đang làm một chủ đề đó là những cái mẫu bình đinh lăng điêu khắc mà nó đã một thời gian dài vài năm nay rất chi là phổ biến và vẫn được mọi người rất chia săn đón để làm trưng bày cũng như làm có thể quà biếu tặng mọi người như là tân gia hay như nào rất chi là ý nghĩa mọi người nhé. Đây là những cái mẫu bình đinh lăng như là khắc rồng phượng này, phúc lục thọ là bộ tam đa đấy, bình 7 lít, bình 19 lít và đây những cái mẫu khắc hoa tỉ rất chi là đẹp đấy và khắc chữ cha mẹ này cũng rất chi là ý nghĩa mọi người nhé. Đấy. Thì ngoài ra còn rất nhiều mẫu nữa thì mình sẽ cũng có thể loạt ảnh để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng. Với những cái bình điệu đinh lăng điêu khắc như này thì nó có rất chi là mình thấy nó gọi là nó được cả hai đấy. Thứ nhất là được về cái độ thẩm mỹ là những cái hình rất chi là đẹp để trưng rất chi sang, mà rượu đinh lăng ra một cái màu vàng mọi người nhìn thấy đấy, màu vàng rất chi là trong một trường sang. Thứ hai nữa là nó tạo hình như này thì nó có ý nghĩa đấy, như vậy như là phúc lộc thọ thì là ba ông này thì có ý nghĩa là mang lại phúc lộc thọ cho gia chủ đấy. Ngoài ra là mình có bước về cái long phượng cũng rất chi là ý nghĩa, thế là ok, ngày xuân có long có phụng, hay là những bình hoa. Ngoài ra thì có những chủ đề về những con giáp, có thể là mình ở cuối con giáp là mình có thể khắc một bình mà hình con giáp đấy cũng rất chi là ý nghĩa đấy. Thì mọi người nếu có nhu cầu về những thằng đinh lăng điêu khắc thì tầm này nếu mà muốn đặt hàng thì là lên đặt hàng từ bây giờ nhé, bởi vì là cái hàng này thứ nhất là khi gần Tết thì sẽ chuyển rất chi là khó, với cả thứ hai đó là cái đơn hàng ta làm sẽ không kịp, đơn giản là bọn mình đã lên hàng đơn hàng cho những từ bây giờ rồi đấy. Thì anh em có nhu cầu về đồ ngâm rượu cũng như là rượu ngâm mà chất lượng cao thì có thể liên hệ với mình, cửa hàng đặc sản 365 với rất nhiều năm trong kinh nghiệm, rất nhiều năm kinh nghiệm ở trong nghề rồi, và cái uy tín của mình thì luôn luôn là sẽ là được đề cao nhất, nên là mọi người khi mua hàng bên mình thì hãy yên tâm về cái chất lượng. Nếu có gì không gọi là có cái gì mà nó không được như ý ấy, mọi người cứ nói chuyện với mình sẽ làm sao cho phản hồi cho mọi người, làm sao có thể để mọi người an tâm và hài lòng nhất nha mọi người nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người quan tâm đến sản phẩm rượu về thảo dược, hãy liên hệ với mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip sau.